Đối với gia đình chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, những chuyện không đáng mà bạn có thể lớn tiếng với gia đình mình. Lúc đi ra đường trong xã hội thì bạn nhốt con thú dữ lại, còn ở nhà thì bạn thả rong cho nó chạy khắp nhà. Mấy anh chị suy nghĩ lại coi có đúng phải vậy không? Chúng ta như vậy dần dần sẽ làm tổn thương những người trong gia đình mình. Nhà là nơi để chúng ta quay về sau một ngày làm việc mệt mỏi, và người thân là những người kề cận bên cạnh ta, là để yêu thương, tâm sự, chia sẻ, chứ không phải là cái nơi để chúng ta xả tức giận, cái áp lực, cái khó khăn trong cuộc sống. Vậy là sai, quá sai. Ra ngoài đường thì chị anh, còn về nhà thì mặt nặng mặt nhẹ. Nói thiệt chứ gặp tôi tán một cái là thấy mẹ. Ai mà đang có như vậy thì mau giác ngộ, cải tà quy chánh đi nha. Như anh trai này, anh ấy đã giác ngộ cho nên ảnh qua tôi đặt một chiếc nhẫn để tặng cho chị nhà. Nghe hôm bữa anh kể đi làm về có lỡ miệng nói một câu: hôm nay làm cái gì mà kho cá mặn chát, chó nó còn chê. Rồi thì kể từ bữa đó tới nay anh ấy không được ăn cơm nhà. Anh nói chị tội nghiệp cho con chó nó ở nhà, mấy hôm nay nó bị dạ lây nó cũng không có cơm ăn luôn. Vợ anh nhà nó cũng hiền lắm, bởi vậy cho nên hôm nay mới qua làm em chiếc nhẫn về tặng nó năn nỉ nè. Mà nói vậy chứ chúng ta ai cũng có chỉ một gia đình này. Cố gắng sao cư xử sống cho nó hài hòa chút. Tiền bạc thì nó dễ kiếm chứ hạnh phúc tình cảm gia đình mà mất rồi thì khó kiếm lại lắm.